đưa cho tôi. Ông trời phù hộ, lần này chắc chắn có thể thành công. Chẳng có gì cả. Đừng vội, để già kia một hồi nữa. Vẫn còn giả bộ. Vẫn giả bộ. Nghe thấy chưa? Học hỏi chút đi. Được, được, được. Mau kéo đi. Đã bảo anh đừng giả vờ nữa. Gặp báo ứng rồi chứ gì. Đừng làm ý nữa. Rốt cuộc có hay không? Đèn pin. Đây. Có thật này. Đùa thì đùa. Lát nữa phải nhớ kéo tôi lên. Nếu không anh sẽ chết chắc đấy. Anh nhanh lên đi, lìm ma lìm mê, như đàn bà con gái vậy. Mau lên. Bên trong cũng rộng đấy chứ. Trong đó thế nào rồi? Bắt được rồi. Kéo tôi ra nhé. Không thành vấn đề. Gọi một tiếng anh đi rồi kéo anh ra. Đồ mập. Tôi cảnh cáo anh đừng có làm bừa. Mau lên. Làm bừa. Tôi lại cứ làm bừa đấy. Gọi tôi một tiếng anh Bính. Đã là lúc nào rồi? Còn nghịch. Không kêu thể trong đó luôn đi. Nhị Bính, mau kéo cậu ta ra đi. Ai bảo anh ta suốt ngày ngông cuồng. Trừng trị ta một chút. Đồ mập chết tiệt. Có tin tôi gà anh chết không? Mau lên. Anh gào đi. Anh giỏi thì gào đi. Để tôi xem anh gào thế nào. Mau kéo tôi ra ngoài. Anh xem anh ta còn diễn này. Diễn giỏi thật đấy. Còn giả vờ nữa. Có chuyện rồi. Mau kéo cậu ta ra. Mau. Mau kéo cậu ta ra. Không kéo nổi. Tam Điều. Tam Điều. Tam Điều. Đau. Đau quá. Trong đó có quái vật. Đi. 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 Tam Điều. Đi mau. Sắp chết rồi. Đi mau. Cậu em mặt sẹo. Chỉ có vài con rắn mấy cậu bắt. Chẳng bán được bao nhiêu tiền. Kim Lão Tứ, anh em của tôi cũng chết vì chuyện này rồi. Anh biết không? Tình khốn kiếp nhà anh còn ở đây trả giá với tôi nữa à? Tôi cho anh biết, anh còn trả giá với tôi. Ông này không bán cho anh nữa thật luôn đấy. Alo, alo. Đồ khốn kiếp. Kim Lão Tử còn muốn ép giá. Tình khốn kiếp này không một chút nhân tính. Không phải tôi hại Tâm Điều đâu. Không phải tôi hại Tâm Điều đâu. Không phải tôi hại Tâm Điều. Câm miệng. Cho cậu đùa này. Cho cậu đùa này. Tôi cho cậu đùa này. Cậu hại chết Tâm Điều rồi. Cậu hài lòng chưa? Hài lòng chưa? Tôi cũng không biết sẽ như thế.
Đừng nói là con quái vật kia đuổi đến rồi đấy chứ. Không thể nào. Đây là giữa biển. Mau cứu cậu ấy. Anh, bắt lấy, bắt chặt lấy. Tôi sẽ không bao giờ bắt rắn nữa. Đừng giết tôi. Tôi không bắt nữa. Rắn ở trong túi. Tôi thả ra hết rồi. Tôi thực sự sẽ không bắt rắn nữa đâu. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi không bắt nữa. Tôi không bắt nữa. Dương. Tránh ra hết nào. Mau lên, người cứu mạng đến rồi. Chị Cát, giày của chị. Mau lên, đã là lúc nào rồi mà còn mang giày. Đừng hoảng loạn, có tôi đây. Gần đây, bất động sản Kim Thiên Ngao giành được hạng mục phát triển du lịch bốn quang đảo, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ trong và ngoài ngành. Chúng tôi vinh dự được phỏng vấn chủ tịch của bất động sản Kim Thiên Ngao là ông Phan Cảnh Kỳ. Ông Phan, trong bốn quang đảo, đảo lớn nhất tên là đảo Xà Dương, dự tính tổng số đầu tư sẽ hơn 5 tỷ. Bất động sản Kim Thiên Ngao chúng tôi tự tin sẽ biến nó thành đảo du lịch sinh thái có quy mô lớn nhất trên toàn châu Á. Vậy thưa ông Phan, kế hoạch thực hiện cụ thể của bất động sản Kim Thiên Ngao ông có tiện tiết lộ không? Cái này sau này sẽ từ từ công bố. Trứng cắn này ở đâu ra thế? Bố bọn nhỏ lấy trên núi về đấy. Nói là tẩm bổ cho bọn nhỏ. Đến báo thù đấy. Hà Sinh, mau cứu Hà Sinh. Đừng hoảng loạn. Vừa rồi sao thế? Rắn chưa đi à?
Cẩn thận một chút. Trinh Tử, cảm ơn cậu. Mau lên, mau cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Dũng cảm một chút, rắn không xấu. Sau này bảo bố cháu đừng nhặt trứng rắn nữa. Biết rồi, biết rồi. Có rảnh thì đến nhà tôi ăn cơm nhé. Đi mau, đi mau. Trinh Tử, Mã Phấn, xảy ra chuyện rồi. Mặt Sẹo xảy ra chuyện rồi. Mặt Sẹo lại kết hôn à? Không phải. Anh tự xem đi. Công tác tìm kiếm cứu nạn tàu cá bị mất tích nhiều ngày đã có tiến triển mới. Theo lời kể của người biết chuyện, trước khi nạn nhân mất liên lạc, từng tiết lộ tin tức trên đảo Xà Dương. Không biết thảm kịch có liên quan tới đảo Xà Dương không? Cảnh sát sẽ tiến hành điều tra lấy chứng cứ. Đảo Xà Dương, trong bốn đảo này, đảo lớn nhất tên là đảo Xà Dương, dự tính tổng số đầu tư sẽ hơn 5 tỷ. Bất động sản Kim Thiên Nga chúng tôi tự tin sẽ biến nó thành đảo du lịch sinh thái quy mô lớn nhất trên toàn bộ châu Á. Trước mắt, căn cứ theo độ lớn nhỏ của dấu răng có thể phán đoán, thứ tấn công nạn nhân là một con rắn dài hơn 15 mét. Cũng có nghĩa là loài trăng khổng lồ Titanoba có thể lớn nhất trái đất thực sự tồn tại. Hơn nữa, ở ngay trên đảo Xà Dương. Tôi muốn mượn sức mạnh của các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, kêu gọi chính phủ có thể liệt đảo Xà Dương vào danh sách khu bảo tồn quan trọng. Nhưng mọi người đều biết, trăng khổng lồ Titanoba đã được chủng vào 58 triệu năm trước. Đây cũng là nhận định chung của tổ chức rắn quốc tế. Đúng, không sai. Cô đây xưng hô thế nào? Điều tra viên cao cấp của phòng bảo vệ môi trường, Châu Hiểu Hiểu. Cô Châu, nếu như cô không tin, chúng ta hãy cùng nhau xem video nạn nhân quay trước khi chết. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi không bắt nữa. Châu Hiểu Hiểu, cô phải đi một chuyến rồi. Vâng, họ cử tôi và Trần Tranh lên đảo điều tra. Một khi trăng khổng lồ Titanoboa được tìm thấy, tôi biết nên làm thế nào. Trần Tranh, quân nhân giải ngũ, hậu duệ Xà Dương. Đáng ghét. Sếp Phan, là một quả trứng rắn bồi bổ đi. Không dám. Tôi sợ cái này. Tứ gia, tôi thấy chuyện này không đơn giản đâu. Tôi nghe nói Trần Tranh lên tỉnh báo cáo rồi. Cậu ta là hậu duệ của Xà Dương đấy. Tỉnh lỵ rất coi trọng ý kiến của cậu ta.
ông nội cậu ta chẳng qua chỉ là bại tướng của Kim gia chúng tôi. Tôi mới là xà dương biển của hàng thật giá thật. Phải phải. Tứ gia, tôi tin bản lĩnh của anh. Nhưng mà mấy ngày nữa Trần Tranh lên đảo điều tra nghiên cứu rồi. Nếu như cậu ta liệt đảo xà dương vào danh sách khu bảo tồn loài rắn, vậy thì tiền chúng tôi khai thác đảo toàn bộ đều mất hết, hàng tỷ đồng đấy. Ăn cây táo ra cây sung. Còn dám nữa không? Anh Dũng, thật sự không phải tôi. Không phải mày. Không phải mày. Vậy lô hàng đó từ một chân chạy mất à? Là Trần Tranh. Trần Tranh ép tôi tố cáo đấy. Tôi không dám nữa. A Dũng, mang ra ngoài đi. Đừng dọa sếp Phan nữa. Dân anh Tứ, đưa đi. Sếp Phan, ông cứ yên tâm khai thác. Chẳng phải chỉ là rắn thôi sao? Tôi bảo đảm, khi người của tỉnh lỵ lên đảo thị xác, không tìm thấy một con rắn nào đâu. Nào, cạn ly, cạn ly. Tranh Tử à, thì gần đây hơi kẹt. Cho tôi mượn 100.000 dùng gấp được không? Xin lỗi, tôi sẽ không tin anh nữa. Lần này tôi thực sự có việc dùng gấp. Quá ra người chết là bạn anh à. Tôi, Mặt Sẹo, Mã Phấn, ba chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ. Từ nhỏ đã thích rắn. Sau đó vì bất đồng trong quan điểm, cho nên mỗi người mỗi ngã. Thế anh lên đảo xà dương là muốn báo thù cho anh ấy sao? Bạn anh bị rắn cắn chết, anh còn muốn tìm tôi lên đảo điều tra nghiên cứu đem rắn. Không phải tôi tìm cô lên đảo điều tra nghiên cứu. Đừng nhắc tên nhóc Mặt Sẹo kia nữa. Nào, dùng danh nghĩa bạn bè để bắn rắn. Ra cái thá gì chứ? Long trọng giới thiệu với mọi người, bạn từ thuở nhỏ của tôi, hậu duệ của. Xà dương biển cả. Người đẹp, chào hỏi đi nào. Tặng chút đỏ hết cho tôi đi. Nào nào nào, không phải anh cũng mượn danh nghĩa người khác để kéo fan đó sao? Kéo fan và bắn rắn không cùng một tính chất. Mã Phấn, đến ngay. Kim Lão Tứ, hắn đến đây làm gì? Bất động sản Kim Thiên Ngao sẽ không từ bỏ miếng thịt béo bở như đảo xà dương. Đoán chừng đã bắt tay với Kim Lão Tứ. Chúng ta phải nhanh lên. Lấy tàu, làm phiền tăng tốc lên một chút. Được. Anh Dũng gì rồi đó à? Chậm thôi, chậm thôi. Anh Dũng, mau chuyển đi. Được, cầm cái này. Mấy người làm nhanh lên. Hôm nay trời mưa. Đang làm cái gì thế? Nhanh lên, nhanh lên. Cái này đừng rò điện đấy. Bao nấu thịt lên cho mọi người. Được rồi, nướng xong rồi. Anh Dũng, thơm lắm. Thêm 20 xiên nữa. Núi phía tây bắc có khả năng có trăng khổng lồ xuất hiện. Lộc Tâm Nhi, anh Tứ, dẫn anh em đi kiểm tra chỗ này cho tôi. Anh Tứ yên tâm đi, bọn em không làm xong không về. Anh Tứ, anh Dũng, anh Dũng, anh Tứ, bắt đến đâu rồi? Thu hoạch lớn.
Nào Tâm Nhi, cảm ơn anh Tứ. Nào nào nào, nào anh em, ăn nhiều vào. Ăn no mới có sức làm việc. Chia cho các anh em đi. Cảm ơn anh Tứ. Tôi, cậu, tất cả đừng cử động. Đại ca, tôi không có ý đâu. Tôi tin anh không có ý. Nhưng tôi thì có. Đứng dậy. Mày mù à? Không nhìn thấy đại ca tao đứng đó sao? Anh Dũng, anh Dũng, anh Dũng. Thật sự xin lỗi. Cậu tao mới đến. Xin lỗi. Mới đến thì sao? Không muốn làm thì cút. Dần dần dần. Ai Dũng? Bỏ đi bỏ đi. Đều không dễ dàng gì. Đồ ngu. Mau đứng dậy đi. Mau mau mau. Làm việc làm việc. Đồ bỏ đi. Mau lên. Trung Phát Bạch đâu? Chắc đang nằm nghỉ trong liều. Em đi gọi. Thằng nhóc Ai Dũng này thật là. Tổ tiên ơi. Con mẹ nội nó. Ngoài rừng quan khắp nơi đều là rắn độc. Làm xong mới được có 500 đồng trợ cấp. Còn tùy tiện đánh người. Chẳng phải chỉ là một đám bắt rắn thôi sao? Có gì hay ho? Làm như băng nhóm lưu manh không bằng. Đám thương nhân khai phá bất lương. Thực sự cho rằng tao dễ bắt nạt à? Xí, sủa sủa sủa. Cả mày cũng bắt nạt tao. Sủa. Còn sủa. Còn sủa nữa tao đánh chết. Anh Tứ, bọn họ đâu? Người ta nói bắt rắn nhỏ là dùng dao mổ trâu để mổ gà, rắn lớn xuất hiện hãy gọi. Có chút thú vị đấy. Anh Tứ, dẫn ba kẻ phiền phức kia đến làm gì? Rất đắt tiền đấy. Đối phó với Trần Thanh, ba người họ thích hợp nhất. Cứu tôi. Cứu. Cứu tôi. Đây không phải đầu gỗ sao? Sao thế, sao thế? Đầu gỗ sao thế? Đầu gỗ. Đầu gỗ. Đầu gỗ. Anh sao thế? Làm sao thế này? Anh nói gì đi. Sao thế? Không sao chứ? Anh đầu gỗ. Rắn. Có rắn. Rắn trên đảo thành tinh rồi. Ai cho mày vào đây? Có chuyện rồi. Có một con rắn hổ mang chúa đến. Cút ra ngoài. Không phải chúng ta cùng một đội sao? Mày mà cũng xứng à? Anh Tứ, đây là món quà tặng đặc biệt. Mời đến để đánh thức bọn tôi sao? Đừng chơi món quà lớn quá là được. Lớn thì không nói, còn vừa thô vừa dài. Thật không chịu nổi. Bớt nói nhảm đi. Nào. Trẻ con. Ai đó cứu tôi với. Anh Hồng Trung, lần nào cũng là anh thắng. Sau này còn chơi thế nào được? Ai bảo lần nào cậu cũng ra bao? Đáng đời, có được không đấy?
Cắn nó. Anh. Hay. Đặc sắc. Đặc sắc đấy. Hay. Anh Tứ đừng chê cười là được. Trả quà lại cho anh này. Coi như mấy anh em hiếu kính anh. Lấy rắn đi ngâm rượu. Giỏi lắm. Chờ sau này hạng mục hoàn thành cho các anh em ăn mừng. Cảm ơn anh Tứ. Kim lão Tứ. Đã lâu không gặp. Đây không phải là hậu duệ của Xà Dương sao? Thế nào? Không ở trong quân đội nữa à? Quên mất. Bị đá ra rồi. Hay là đi theo tôi, cho cậu kiếm miếng cơm. Nhưng mà phải xem tâm trạng tôi có tốt không. Phong cảnh trên đảo đẹp như vậy, anh đánh mất rắn có phải là mất bầu không khí quá không? Còn có việc mất hứng hơn là nhìn thấy cậu sao? Cộng thêm tôi nữa, xem anh mất hứng đến nỗi nào. Bảo sao ở đây ba đến mùi phân ngựa. Anh Mã Phấn. Kim lão Tứ, tha được cho ai thì tha, huống hồ chi là rắn. Tha cho con rắn một con đường sống được không? Vậy phải xem cậu có bản lĩnh này không. Anh Tứ đích thân ra tay à? Đừng phá hỏng quy tắc, nghe thấy chưa? Đừng phá hủy quy tắc, đừng mở miệng thối nữa, cứ nói mày đấy. Trinh Tử, trả rắn lại đây, nếu không tao cắt thận mày. Mày mau lên. Đứng im, đứng im. Các anh em, nhìn rõ đây. Rõ ràng đây là hành vi phạm pháp. Mà báo cảnh sát đi. Mày có tín hiệu không? Chém chết hắn, để họ đi. Anh Tứ, anh muốn thả chúng đi. Tranh Tử, Tranh Tử. Kim lão Tử, anh lên đảo này để làm gì? Trong lòng mọi người đều biết, thiện ác sau cùng đều sẽ có báo ứng. Tự lo cho mình đi. Chúng ta đi. Anh Tứ, thả bọn chúng đi như thế sẽ hỏng chuyện của chúng ta. Có nghe câu chuyện của nông phu và rắn chưa? Nông phu và rắn. Hiểu rồi. Người đàn ông này giỏi vẻ được đấy. Đủ cứng. Dốc dáng cô gái kia được lắm. Đủ mềm. Lần này đừng gây chuyện nữa. Ngực phẳng mông nhỏ, có gì mà đẹp? Đẹp hơn chị. Cậu thế nào? Chụp được rồi. Thực sự có tín hiệu này. Cái này không phải uổng công đến sao? Trần Tranh, đám người Kim lão Tứ sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Nếu gây bất lợi cho chúng ta thì sao? Yên tâm, hành trình lên đảo của chúng ta đều công khai toàn bộ. Họ không dám làm gì.
Tôi xem trong bọn họ ai có cái gan này dám động trong mã tôi đây, chắc là chán sống rồi. Bắt được rồi. Mau mau mau, tên tử còn bao xa? Ở ngay phía trước. Được. Đó là nhà gỗ trước khi ông nội tôi xây lúc lên đảo. Hơi đơn sơ một chút, nhưng trú mưa qua đêm không thành vấn đề. Cẩn thận chút. Có mùi tanh hôi. Không ổn. Tranh tử, có phải lúc ông nội cậu rời khỏi không dội nhà vệ sinh không? Anh tức chút khẩu đất đi. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này rất có khả năng có trăng khổng lồ đến. Có người chết. Có người chết này. Là Nhị Bính. Nhị Bính. Đúng thế. Sai giặc của Mặt Sẹo. Sao cậu ta lại ở đây? Rất rõ ràng, cảnh sát chỉ dứt được thi thể của Mặt Sẹo. Nhìn từ mức độ thối rữa của thi thể, đầu tiên anh ta bị rắn nuốt ăn mòn, rồi lại bị nôn ra. Châu, cô Châu, gan của cô khá to đấy. Trước khi tôi từng làm ở trung tâm nghiên cứu rắn, thường xuyên tiếp xúc với người bị rắn cắn chết. Một khi điện thoại có tín hiệu, chúng ta sẽ báo cáo với cảnh sát. Họ sẽ cử người đến thu xếp hậu sự của Nhị Bính. Cát bụi về cát bụi, đất về đất, sớm ngày đầu thai, kiếp sau phú quý. Kiếp sau phú quý nha. Chính là ở đây. Chắc chắn rắn vào từ chỗ này. Nào, giúp một tay. Chỉ chặn cửa hang lại. Không đủ đâu nhỉ. Đừng quên, rắn sợ lửa. Đừng nghịch lửa. Cẩn thận dẫn lửa vào thân. Nhàm chán. Anh nấu giấm à? Đúng vậy. Để đề phòng cho tốt. Người đẹp rửa sạch mặt, nướng cá nướng cho thơm.
Chờ chút nữa, chút nữa mà cô ăn cá nướng. Người đẹp, cô ăn cá nướng có rắc thì lạc không? 7/9 hay là nửa chín? Nếu ăn xong mà đau bụng thì đừng trách tôi đấy. Cảm ơn, tôi muốn chín hết. Vậy nướng khác cũng đừng trách tôi. Tinh tử, cậu mang theo thì làm mà sao không nói? Thế nào, muốn nếm thử cá nướng vị bột hùng hoàng không? Không phải, sao cậu không có chút hài hước nào hết vậy? Tinh tử, có phải ông nội cậu vẫn luôn tìm kiếm căn khổng lồ Titan Noboa không? Đúng, tìm thấy căn khổng lồ Titan Noboa là tâm nguyện cả đời ông tôi. Căn nhà gỗ này là nơi ông ấy cư trú để khảo sát. Cái hộp này đựng gì thế? Không phải đựng bản đồ cất giấu kho báu đấy chứ? Chụp cái gì đây? Có một số thứ bảo mật mới là bảo vệ. Tinh tử, tôi cảm thấy hình như ông nội cậu tìm thấy căn khổng lồ Titan Noboa rồi. Tranh tử, tranh tử, tranh tử, dị bính, dị bính sống dậy rồi. Cậu xem, cậu ấy đang nhúc nhích. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng. Là rắn. Hù chết tôi rồi. Sao thế Mã Phấn? Tinh tử, tinh tử, rắn, 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 rắn. Không sao chứ Mã Phấn? Tranh, tranh tử, tranh, tranh tử. Tê, tê rồi. Làm sao cô biết tôi thích kiểu chống cự thế? Tranh tử, Xiao Bao.
cục cưng à. Canh tử rắn. Canh tử, canh tử, canh tử. Mã Phấn, Trần Tranh, Trần Tranh, Trần Tranh, Trần Tranh, anh sao rồi? Mã Phấn, cứu Mã Phấn trước. Quyết Thanh, Quyết Thanh, anh Tứ, bọn Hà Dũng có tin tức chưa? Cả đêm mấy người anh Dũng không về. Kim lão Tứ này đúng là muốn giết người cướp của. Phải gọi điện báo cảnh sát, điện thoại không có tín hiệu. Vậy thì quay video lại, trở về kiện chết họ đi. Hình như bên kia có xác rắn lột. Thật sự có trăng khổng lồ Titanoboa à? Đảo Xà Dương sẽ liệt vào danh sách khu bảo tồn trọng điểm nhanh thôi. Có xác rắn lột là đủ rồi đúng không? Vậy có phải chúng ta có thể về rồi không? Chỉ có xác rắn lột thôi chưa đủ, chúng ta phải thu thập nhiều tài liệu hơn. Còn muốn thu thập gì nữa? Mặt Sẹo, Nhị Bính đều bị con trăng khổng lồ này cắn chết rồi, mạng cũng mất rồi, còn thu thập, thu thập, thu thập phân rắn à? Người chết. Này, 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 sao tên khốn này lại ở đây? Tối qua chắc chắn là hắn ta muốn hại chúng ta. Canh tử, cậu cố hắn làm gì? Hoàn toàn lãng phí tài nguyên. Cậu đã nghe câu chuyện nông phu và rắn chưa? Chúng ta đừng cứu hắn nữa, cứ để hắn ở đây, để một mình cậu ta ở đây tự làm tự chịu. Tục ngữ nói hay lắm, tự tạo nghiệp không thể sống. Không phải, hai người đừng cứu hắn nữa. Là dịch trứng của trăng khổng lồ. Trăng khổng lồ sắp đẻ trứng rồi. Các người hay thật. Hắn muốn hại chết chúng ta, các người lại xem như bảo bối. Trăng khổng lồ Titanoboa thực sự tồn tại, đúng là không dám tin. Giờ hoàn thành chuyện này, chúng ta có thể chia tiền rồi. Cảm ơn anh Tứ. Anh Tứ, em tôi đâu? Chắc sắp về rồi. Sắp về. Phát tài không phải người làm việc lề mề. Anh Dũng, anh Dũng, anh Dũng, anh Dũng, khốn kiếp. Anh Dũng, Kim lão Tứ khốn kiếp. Anh muốn hại chết ông đây à? Cô làm gì vậy? Phát tài em trai tôi đâu? Em trai cô phát tài hay không liên quan gì tới tôi? Tôi đâu quen biết cậu ta. À Dũng, cô nên biết mới đúng. Xin lỗi, chưa từng gặp. Cô nói dối. Các người làm gì em tôi?
Anh muốn làm gì chúng tôi? Em trai anh thả rắn cắn bọn tôi. Gặp chuyện là cậu ta đáng đời. Anh nói nhảm. Tôi nhổ. Còn có chuyện này à? Anh giả ngu với tôi đúng không? A Dũng, anh Dũng, anh Dũng, cậu dám bắt nạt em gái tôi đúng không? Sao nào? Bạn tôi đáng bị đánh à? Anh Tứ, là họ đã cứu em. Không không không, tôi nói không chỉ cậu ta đáng bị đánh. Phát Tài bị trăn khổng lồ cắn chết rồi. Trăn khổng lồ to cỡ nào? Cả mày nữa. Trần Tranh có nhìn thấy không? Dừng tay. Hiểu lầm thôi. Cầm đi. Coi như quà cảm ơn cậu cứu em trai tôi. Ngoài ra, thay nó xin lỗi các người. Quá ra là thế à? Vẫn là cậu thông minh. Quá ra dàn thỏi là như thế này à? Nhưng tôi cứu em trai anh không phải vì tiền. Cao cả thế à? Cẩn thận bỏ qua lần này thì không còn cơ hội đâu. Nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi, bây giờ hãy thả hết số rắn bên ngoài đi. Rời khỏi đảo Xà Dương. Rời khỏi đảo Xà Dương. Bên ngoài mấy mươi người chờ tôi phát hiệu lệnh. Nếu thực sự làm theo lời cậu, mặt mũi của Kim Lão Tứ tôi để ở đâu chứ? Bọn họ phải nuôi gia đình, ai phụ trách? Cậu có thể không? Quân tử thích tiền tài sẽ có đường khác để kiếm. Anh nhất định phải bắt rắn sao? Ân quán của đời trước chúng ta có thể tạm thời không nhắc. Ai cũng như cậu không bắt rắn, tránh né phiền phức, thì ai để mạnh sự phát triển của thuốc rắn? Cậu không thành vấn đề đừng ràng buộc tôi. Phát triển thuốc rắn dựa vào nuôi nhân tạo. Đừng bày ra bộ dạng cao cả đó. Tôi bắt rắn là vì nhiều người khác. Anh buôn lậu giết động vật hoang dã là phạm pháp. Cậu có biết tôi đã làm gì không? Chuyện của mặt sẹo tôi còn chưa tính sổ với anh. Nực cười. Nếu anh không dừng tay, đừng trách tôi không khách sáo. Nếu không phải cậu cứu em tôi ném cậu xuống biển rồi. Nhìn cho kỹ. Văn bản phê duyệt đảo Xà Dương thuộc về tập đoàn Kim Thiên Ngao. Chúng tôi được tập đoàn ủy thác quét sạch nặng rắn để khai thác đảo. Không có chút sai sót nào. Chúng ta đi. Trần Tranh, cậu rất nhân nghĩa. Nhưng chỉ dựa vào nhân nghĩa không đi được bao xa trên cái đảo này đâu. Nếu không dựa vào nhân nghĩa, lúc này em trai anh đã không nằm trong liều. Được. Tiền không nhận, tôi nợ cậu ân huệ này. Lúc gặp nguy hiểm có thể quay về tìm tôi. Nơi này hoan nghênh cậu bất cứ lúc nào. Nếu anh đã nói như thế, quả thật tôi muốn một món quà. Các cậu đứng lại cho tôi. Cậu nói đứng lại là đứng à? Sao cậu không lên trời đi? Thịt xiên coi như định bù cho tôi. Mã Phấn, cậu tự đứng đó đi. Anh Tứ, em trai tôi đâu? Hãy nén bi thương. Không phải anh nói là hiểu lầm sao? Tại sao không giết chết bọn họ? Nơi này đông người phức tạp, không tiện ra tay. Một vali đầy vàng thỏi. Ôi mẹ ơi, có lẽ trăn khổng lồ đã đẻ trứng rồi. Nếu bị đám người Kim Lão Tứ phát hiện thì hỏng gì. Cô có ý gì? Tỷ lệ sống còn của trăn con rất thấp, cậu phải được bảo vệ ngay lập tức. Cô, ý của cô là đưa trăn con rời khỏi đảo Xà Dương.
Thủ tục xin liệt vào danh sách khu bảo tồn rất phức tạp. Nếu chờ văn bản phê duyệt ra, gắn trên đảo Xà Dương đều bị Kim Lão Tứ bắt hết rồi. Chúng ta không thể nào để căn con rơi vào tay Kim Lão Tứ. Thế chúng ta mang căn con đi có khác gì với Kim Lão Tứ đâu. Thế tôi hỏi anh, không phải anh muốn công bố trăng khổng lồ Titanoboa với công chúng sao? Anh nghĩ một khi công khai, nhà khoa học nhân viên nghiên cứu sẽ tha con trăng sao? Khác biệt chỉ là vấn đề trước sao? Có lý. Tranh tử, sao cậu cứ nghĩ đến trăng khổng lồ Titanoboa thế? Nếu tôi đoán không sai, xin liệt vào danh sách khu bảo tồn cũng chỉ là cái cớ. Thực ra mục đích thực sự của anh ấy chính là muốn công bố gì trăng khổng lồ với công chúng, để đoạt lại danh tiếng Xà Dương biển cả của nhà họ Trần. Tranh tử, cậu nghĩ thế thật sao? Tôi đã xem tài liệu của anh. Anh làm lính 4 năm trong quân đội, thành tích cũng rất ưu việt. Sau khi giải ngũ luôn đi theo Kim Lão Tứ. E rằng không chỉ vì bảo vệ rắn đâu. Đầu tiên, tôi là Xà Dương Thế Gia. Bảo vệ rắn là nhiệm vụ trọng tâm của gia tộc tôi. Ông nội tôi tin trăng khổng lồ Titanoboa thật sự tồn tại. Ban đầu tôi cũng nửa tin nửa ngờ, cho đến khi xem video trước khi mặt sẹo chết, tôi mới dám chắc chắn là con trăng đó chắc chắn tồn tại. Tại sao ông nội tôi dành hết cả đời để tìm kiếm lại bị nhà họ Kim bày kế hãm hại? Tại sao thành tích của tôi ưu việt, làm lính trong 4 năm lại phải giải ngũ? Tại sao kẻ ung dung ngoài dòng pháp luật đều có thể sống yên lòng chắc dạ? Tại sao người chịu giữ bổn phận, sống thành thực lại phải sống trong nơm nớp lo sợ? Cô từng suy nghĩ đến chưa? Bây giờ Kim Lão Tứ buôn lậu rắn độc ở chợ đen, mặt sẹo vì thế mà mất mạng. Mạng người đấy. Còn có bao nhiêu mặt sẹo nữa cô có biết không? Cho nên tôi mặc kệ cô cho rằng tôi xin liệt đảo vào danh sách khu bảo tồn có phải là cớ hay không cũng được, hay là muốn đoạt danh tiếng Xà Dương biển cả cũng được. Tóm lại tôi không muốn xảy ra án mạng nữa. Tôi muốn để nhiều người hiểu hơn về sự thật, để chính phủ áp dụng cách bảo vệ chính xác. Cô đã hiểu chưa? Được, tôi đồng ý. Nhưng nếu trăng con thật sự rơi vào tay Kim Lão Tứ, tôi mong anh đừng hối hận. Tranh tử, hôm qua tôi quên nói với cậu, hình như ông nội cậu sau đó đã có tính toán khác. Có một số thứ bảo mật mới là bảo vệ. Trần Tranh, Mã Phấn, lấy điện thoại ra, mau quay phim, quay phim, mau mau mau, mau quay đi. Tôi chỉ muốn biết một chuyện. Tôi chỉ muốn biết một chuyện. Em trai tôi chết thế nào? Em trai anh là ai chúng tôi còn không biết. Cậu ta chết hay không liên quan gì tới chúng tôi? Mã Phấn,
Hiểu hiểu đâu, hiểu hiểu chắc chắn đuổi theo Trăng khổng lồ rồi. Còn nhớ tôi không? Tôi không sống được. Cô cũng đừng hòng sống.
Rốt cuộc con trâu chạy đi đâu rồi? Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, mau lên, Hiểu Hiểu, lên xe, mau. Cô đã đi đâu vậy? Đừng hỏi, mau đi thôi. Sao con lại dẫn nó đến? Rốt cuộc vừa rồi cô đã đi đâu? Tôi đã đến hang ổ của trăng khổng lồ. Vậy nên cô lấy được DNA của trăng khổng lồ rồi. Lấy được chưa? Lấy được rồi. Cô không lấy thứ gì khác chứ? Không. Cô chắc chứ? Không. Chắc chắn cô đã lấy thứ gì đó. Mã Phấn, trong túi cô là gì? Làm gì đấy? Trả cho tôi. Mã Phấn, tinh tử, trứng rắn. Cô mau trả trứng rắn lại đi, nếu không chúng ta đều phải chết. Tinh tử, trả cho tôi. Lái đi, nếu không tôi giết chết anh ta. Bình tĩnh. Lái xe, lái xe. Bình tĩnh đi, bình tĩnh. Niệm Tình ở nhà gỗ, tôi đã cứu các anh. Đừng đuổi theo. Cô cho rằng cô có thể thoát được sao? Tôi tự có cách. Dù gì cũng quen biết. Không chào hỏi mà đã đi rồi à? Tạm biệt. Hẹn ngày gặp lại. Có rảnh thì liên lạc. Gì chứ? Cho cô đi rồi sao? Đưa đây. Cô không phải người của tổ chức bảo tồn động vật hoang dã. Cái tên này, anh Tứ, chắc không xa lạ nhỉ? Quá ra là thế, người một nhà mà. Bay bay bay, bây giờ tình huống là gì đây? Bọn họ là cùng một ruột. Vậy đừng khách sáo nữa, không cần tiễn tôi. Phải, nhớ năm đó lúc ISM nhấc chân đá tôi ra ngoài, cũng không khách sáo như thế. Trứng rắn này là hàng họ đặt trước à? Nếu không có được chắc chắn rất đau lòng, nhưng mà tôi sẽ rất vui đấy. ISM sẽ không tha cho anh đâu. So sánh với những người buôn lậu ở chợ đen, ISM chỉ là cái rắm. Xuống đây, mau xuống đây. Đi, đi. Kim Lão Tứ, tôi khuyên anh hãy trả trứng rắn lại ngay bây giờ, nếu không chúng ta đều phải chết. Nói thế, các người đã nhìn thấy trăng khổng lồ rồi. Tôi cũng đang chờ nó đây. Ý gì đây? Mời chúng tôi đến hóng bát à? Canh tử, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu.
chờ lát nữa bảo đảm các cậu hài lòng. Đừng tưởng rằng tôi không dám đánh phụ nữ. Con đàn bà thối, tên mũi đời chết tiệt. Bọn tao tốt bụng cứu mày, mày lại làm thế với tao. Vừa rồi anh suýt nữa đã giết chết tôi. Mã Phấn, Mã Phấn, Mã Phấn, đồ con Dung, chưa nghe câu chuyện nông phu về con rắn sao? Trần Tranh, hối hận chưa? Nếu ban đầu anh hợp tác với tôi thì sao lại trở nên thế này? Cho mày cười rồi sao? Có giỏi thì xông vào bọn tao này, đánh phụ nữ thì có ra gì? Đừng vội, tiết mục chỉ là mới bắt đầu. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Lát nữa cậu sẽ biết thôi. Còn chưa hiểu sao? Anh ta dùng các người làm mồi nhử, dụ Trang khổng lồ đến. Anh điên rồi. Nhìn thấy quy lực của con súc sinh kia chưa? Kim lão tứ, anh nghe tôi nói đi. Anh đang công khai miệt thị luật bảo vệ động vật hoang dã quốc gia. Chính phủ sẽ không bỏ qua cho anh. Anh thả chúng tôi ra. Thả chúng tôi ra. Anh thả chúng tôi ra. Anh nghe thấy không? Nghĩ gì thế? Anh Tứ, thực sự không phải chuyện đùa đâu. Trốn đi thôi. Sao có thể nói là trốn? Chúng ta đi xem phim. Kim lão tứ, Trần Tranh, niệm tình tôi nợ cậu một ân huệ. Cái này cho cậu đấy. Kim lão tứ, cố lên, anh hát rất khó nghe. Đi. Mã Phấn, đi. Không được nhúc nhích. Đây mới là xà dương danh xứng với thực. Tranh tử, Tranh tử, có đã không? Đã lắm. Dùng sức nữa đi. Đúng. Đã chứ. Cố lên. Lên đi. Đúng thế. Anh Tứ, hãy giận không? Có chút thú vị đấy.
Phía sau, phía sau. Sao mất rồi? Chuyện gì thế? Phần sau đâu? Hỏng rồi. Chết rồi sao? Bọn chúng chết rồi sao? Chết rồi, chết rồi. Chắc chắn chết rồi. Người đâu? Đuổi theo cho tao. Bắt lấy cho tao. Làm gì thế? Làm gì thế? Đừng nằm bừa. Không được qua đây. Buông nấy ra. Tránh ra. Tới đây. Buông nấy ra. Tránh ra. Buông nấy ra. Tránh ra. Buông nấy ra. Đừng có tới đây. Anh Tứ, lùi về sao? Anh Tứ, ngay ra làm gì? Chém chết cô ta. Mau mau mau, nào. Tôi lại cứu các anh lần nữa. Ân huệ này làm sao trả cho tôi? Trở về rồi nói. Các người đi trước. Đi đi. Để cô ta chạy. Em đừng qua đây. Anh. Anh.
Dũng. A Dũng, A Dũng, đi đi. Trần Tranh, Bà Phấn, mày nhóc con mày cứng thật đấy, cứng hơn ông nội mày nhiều. Tranh tử, cậu không sao chứ? Không sao. Tôi phải lấy trứng rắn lại. Cậu không cần mạng à? Đây là trách nhiệm của hậu duệ Xà Dương thật sự. Cậu ở đây giả bộ làm rất biết gì chứ? Mã Phấn, Kim Lão Tứ, đứng dậy, xuống thuyền, được. Ah!
Hiểu hiểu. Súc sinh, trả anh trai ta lại đây. Xin lỗi nhé. Cảm ơn anh. Tại sao lại cứu tôi? Bởi vì tôi muốn cô tố giác hành vi tội ác của ISM sản xuất thuốc rắn ở Trung Quốc. Tôi còn tưởng anh yêu tôi rồi đấy chứ. Câu này đánh chết cũng sẽ không nói ra từ miệng cô ấy đâu. Báo cáo điều tra của đảo Xà Dương viết sao đây? Trải qua điều tra, nguồn tài nguyên loài rắn ở đảo Xà Dương rất phong phú, không phù hợp khai thác hạng mục du lịch, nên lập tức đặc liệt vào khu bảo tồn trọng điểm. Vậy trăn khổng lồ Tinanoba thì sao? Trăn khổng lồ gì? Có sao? Không có. Không có. Có một số thứ bảo mật chính là bảo vệ. Bảo mật chính là bảo vệ. Nói đến bảo vệ, lúc lên đảo có nghĩ đến việc mua bảo hiểm cho tôi không? Nếu tôi xảy ra chuyện, nửa đời sau của bố mẹ tôi cũng có cái để ăn. Tất nhiên có mua. Anh em nghĩa khí, người thừa hưởng là tôi. Cậu chó thật đấy. Sớm biết đã để con Trăng cắn chết. Câm miệng, Trăng khổng lồ. Ra đây tâm sự chút đi. Cái miệng xui xẻo của cậu, anh câm miệng đi. Cậu câm miệng đi.
Châu Hiểu Hiểu tự thú với cơ quan chấp pháp bởi vì biểu hiện tốt và chủ động khai báo, đồng thời hợp tác với cơ quan chấp pháp thu thập chứng cứ, thành công một lưới tóm gọn công ty ISM. Đảo Xà Dương được liệt vào khu bảo tồn loài rắn trọng điểm.